Good morning quý vị, hãy công minh đang có mặt ở thủ đô Phnom Penh sáng ngày 8 tây tháng 11 2017. Chúc quý vị ngày mới tốt lành vui vẻ. Đang đi một vòng thủ đô Phnom Penh buổi sáng cho quý vị xem cuộc sống thường nhật của người dân Nam Vang, là tên gọi khác của Phnom Penh theo kiểu người Việt Nam quý vị. Trời Phnom Penh bữa nay chuyển mưa, nhiệt độ bây giờ khoảng 28 độ C. Thấy bán hủ tiếu mì theo dọc theo phố nè, bánh tiêu, bánh giò cháo quẩy đó, và xe túc túc, xe lôi cái gì. Đây bán hủ tiếu. Cái chữ của Campuchia viết là theo dạng chữ chữ Phạn, chữ Sanskrit cổ, sau này cải tiến theo hướng chữ Pali, giống giống nét chữ của Thái, của Lào, của Miến Điện, Ấn Độ đó. Và họ ảnh hưởng cái nền văn minh Ấn Độ rất là rõ nét. Đây khu phố hẻm nhỏ của Phnom Penh. Đây là đường số 113. Trong lịch sử thì từ năm 76, 77, 78, 79 thì thủ đô Phnom Penh lúc bây giờ rất là căng thẳng và Pol Pot kiểm soát. Lúc bây giờ Phnom Penh vắng vẻ hoang tàn. Sau năm 79 mới khi mà đuổi được Pol Pot thì Phnom Penh dần dần mới trở lại cuộc sống bình thường, và cho đến ngày nay thì Phnom Penh phát triển rất là nhanh, mạnh mẽ, vì thấy cuộc sống không thua kém gì ở Sài Gòn. Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi sáng, Phnom Penh bắt đầu ngày làm việc mới, cũng kẹt xe. Tuy nhiên đây là hạn chế bóp còi. Vậy thấy mấy cái building mới mọc sau này, người Nhật, Việt Nam, rồi Mã Lai, Singapore đầu tư vào Campuchia rất là nhiều quý vị. Tại cảnh mấy em ngồi lặt rau nè, không biết bán cái gì cả. Cơm trưa quá. Vừa làm vừa nói chuyện vui không? Lặt rau cải vậy. Ok. Rồi, rẽ phải đây là đường Sihanouk đi. Hướng về mặt trời mọc bình minh trên thủ đô Phnom Penh. Sáng hôm qua còn đón bình minh ở Sài Gòn, bữa nay đón bình minh ở Nam Giang. Đây còn mấy hàng cây cổ thụ trồng từ xưa đấy. Wow, đây có cái building này mới xây cao rồi. Bây giờ đây quý vị sẽ thấy được cây xăng Campuchia nha. Xăng dầu Campuchia nhập khẩu hoàn toàn quý vị. Là cái tập đoàn nhập lớn nhất Campuchia đó là ông Cung Xúc Kha đó. Họ nhập vô bằng đường biển ngay cảng Công Mông Sơm thuộc thành phố Sihanouk Viên, miền nam của Campuchia giáp với Vịnh Thái Lan vậy. Nơi đó mình đi qua Campuchia đi về Hà Tiên đó. Và đường cắt ngang đây là đường Monivong. Monivong 14 cũng làm được. Monivong
Rồi bây giờ quẹo qua đường Môn Ni Vông, qua đây ửng nắng lên để gì thấy lên hình nó đẹp. Gì thấy ngày mới ở thủ đô Phnom Penh. Wow, đoạn đường này trồng cây bằng lăng tím ấy, rất là đẹp. Đó, ở Sài Gòn hay hát bài cải lương Hoa Tím Bằng Lăng đó. Bước qua nhà anh em kéo nghiêng dành nón, giả bộ vô tình làm rớt cánh bằng lăng. Tăng 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 tăng. Đây xe bus Nam Giang này gì? Số 7A này. City bus. Tức là chạy vòng vòng trong thành phố, cái logo của nó này. Wow, thì thấy đất nước Chùa Tháp, cây thốt nốt. Rồi thấy xe túc túc, xe lôi đó. Có làm rèm cửa lịch sử không? Đi lại vừa nhanh gọn mà vừa hoài cổ gì, nhớ thời thuộc địa đó. Ngày xưa thì kéo bằng người phu á, bây giờ có ông đa gắn cái thùng vô chạy à, đỡ cực rồi. Thấy cái bảng quảng cáo màn hình trên phố rẽ trái là vô chi hội Việt Kiều của rồi rẽ trái vô là vô chi hội Việt Kiều của cộng đồng mà người Việt ở thủ đô Phnom Penh đó. Vậy Việt Kiều ở Campuchia rất là đông, đông nhất trong các cái ngoại kiều ở Campuchia. Thăm đứng sau, đứng sau người Hoa. Người Hoa. Wow. Biển số xanh là của chính phủ cơ quan nhà nước. Xanh của cơ quan nhà nước Campuchia. Biển số trắng là của thường dân. Quảng cáo rượu Chivas. Wow. Mang chai Chivas mang đi rồi mang gì hả? Vậy thấy xe lôi chạy trên đường đẹp ha. Có vẻ lưu lượng xe ít hơn ở Sài Gòn, mật độ nó không có dày đặc cái gì, nhìn nó thông thoáng, nó trật tự hơn ha. Rồi ngày mai là ngày quốc khánh của Vương quốc Campuchia cái gì. Hãy comment có mặt ở cố đô Siem Reap sẽ cập nhật lễ ăn mừng quốc khánh của Siem Reap Campuchia cho gì xem. Xin lỗi. Tiếng Khmer cũng dễ học quá vậy. Có thể giao tiếp cơ bản, ví dụ như gặp nhau chào chùm riệp xua, sốp sờ bay tê, có khỏe không, how are you, cảm ơn, thank you, nói là okun, thank you very much, cảm ơn nhiều, okun trơn, bòn tàu na, anh đi đâu, nhâm tàu na xa, tôi đi, phụ nhâm tàu tàu xa là tôi đi chợ. Khi nhâm tàu tết cho đi du lịch. Mấy cái cơ bản đó gì đi du lịch mình nói cho vui vui đó. Wow,
thấy giờ người ta đi làm quá trời đông này. Đây là đoàn người Mã Lai đó, ra Ấn Độ rồi. Đó, vì thấy cái biển quảng cáo bia Angkor nè, là cái thương hiệu bia của người Campuchia ngon đó vậy, bia xuất khẩu á, đến Campuchia cái gì uống thử Angkor bia này. Giống như Sài Gòn có bia Sài Gòn 333. Từ đây về Sài Gòn khoảng 260 cây số hiểu gì, đi khoảng 5 tiếng đồng hồ đó, bằng xe đó. Và có quý vị comment hỏi là có chuyến bay không? Có, đi từ sân bay Buchentong ở trung tâm Phnom Penh, đi ra khoảng 5 cây số vậy, và bay khoảng 25 phút là về tới phi trường Tân Sơn Nhất. Hàng ngày khoảng 4-5 chuyến ấy vậy, của hãng Vietnam Airlines kết hợp với lại Angkor Air của Campuchia khai thác đó. Nhưng mà đi máy bay quý vị không có ngắm cảnh được, mới vừa ngồi lên cài xích veo đi tới đi lui là chuẩn bị hạ cánh rồi, có 25 phút thôi gì, tại vì đường chim bay nó chắc khoảng 100 cây số, 100-150 gì đó, nên bay lên hạ xuống hết giờ. Bên phải là Asia Hotel. Còn đi đường thủy thì là đi ngược dòng Mekong ở Cần Thơ vậy, có tàu lên Châu Đốc, sau đó cửa khẩu Vĩnh Sương đóng dấu xuất nhập cảnh á, rồi đi khoảng 60 cây số là tới sông Bốn Mặt. Ngày hôm qua hãy có Minh quay đó, gần hoàng cung đó có cái bến thuyền, sau đó mình lên là đi chơi city ở Phnom Penh được. Nhưng mà đường thủy thì dành cho những khách có thời gian nhiều á, ngắm du ngoạn trên sông Mekong ngược dòng, và nhất là khách Pháp á gì, người Tây họ thích cái tuyến đó lắm, tại vì họ có cái lịch sử 100 năm thuộc địa ở Đông Dương đó, và bây giờ con cháu họ đi trở về cái tuyến đó để hiểu hơn, thấy được những cái công trình kiến trúc của người Pháp còn sót lại ở Đông Dương. Rồi cắt ngang phía trước cái gì đó là cái đường, để mình zoom lại đọc nha. Campuchia Krom. Thấy dừng ngã tư rất là trật tự ha. Đây chiếc Lexus này. Wow. Campuchia đi xe thương hiệu nhiều lắm quý vị. Được xịn không á? Bên đây là chính phủ không có thu thuế giá trị gia tăng, không có thu thuế xa xỉ, không có thu thuế tiêu thụ đặc biệt, nên có vài chục ngàn là có xe hiệu đi rồi. Xe lôi cũng có quảng cáo đi. Cái building. Cái này gần trung tâm mấy chợ. Gì đây cái chợ mới Campuchia nè. Vừa thấy rõ. Wow, building này lớn đấy. Đây là cái ngân hàng. Tòa nhà đẹp kìa.
thuận chiều nắng gì thấy cái đèn hình hình nó nét à. Đây cái ga xe lửa đâm bên nữa gì. Kỳ này đi Campuchia thời tiết ủng hộ gì, nó không quá nắng gắt, cũng không có mưa mưa dầm á, đi chơi thoải mái nè. Chiếc Land Cruiser V6 à. Bên tay trái tòa nhà bưu điện đẹp không quý vị, xây theo kiến trúc thuộc địa ngày xưa nè. Mà nhìn qua đây là cuối đường đó là cái đồi Bà Bên á, Năm Bên á gì. Ngày hôm qua Hải Cơ Minh có kể cái truyền thuyết cái người mà đã báo mộng giúp cho vua ngày xưa thế kỷ thứ 16 quyết định là dời đô từ Siem Reap đó về khu vực sông Bốn Mặt ở Năm Bên ngày nay đó, để vua quyết định là định đô và xây dựng cái Nam Vang sung túc và sau đó phục hồi lại cái Vương quốc Campuchia như ngày nay gì, là cái ngọn đồi đó, ngọn đồi thiêng liêng của thủ đô Năm Bên đó. Và cái tên Năm Bên là xuất phát từ đó vậy đó, là cũng là cái điểm hành hương khi những đoàn du khách đến thủ đô Năm Bên đến đó viếng rồi thắp hương rất là linh thiêng. Đây quý vị thấy cái xe của Ấn Độ nhập qua Campuchia này, dạng đi xe lam đi trong những cái thành phố hẹp kẹt xe là cái gì, giá cả hợp túi tiền nè, giống như ráp Việt Nam. Giống như ráp hả? Hello nữa. Grab Uber ở đây có luôn hả? Có. Hệ thống Grab thì chưa nhưng mà Uber có. Uber có rồi. Bên tay trái thì bệnh viện Năm Bên này, kiến trúc từ thời Pháp, bệnh viện Camet. Ở Sài Gòn mình cũng có đường Camet ngay chỗ quận 1 qua quận 4 đó vậy. Sài Gòn có qua đây đầu tư cái bệnh viện mang tên là bệnh viện Chợ Rẫy Năm Bên cái gì, cách đây khoảng 8 cây số ạ, nằm ở bên kia cầu Sài Gòn hướng đi về Việt Nam, để giảm tải bà con đi khám bệnh. Không có đường nào chung bị anh lên cầu. Bên tay trái quý vị là tòa đại sứ quán Pháp, là có từ hồi thời thuộc địa tới bây giờ đó gì, kiến trúc giữ y nguyên giống như cái tòa đại sứ quán Pháp ở Sài Gòn đó. Quý vị thấy bên trong còn những cây cổ thụ, tòa lãnh sự đẹp nhất, lãng mạn nhất ở Năm Bên này. Và người Pháp ảnh hưởng nhiều Campuchia suốt trăm năm gì, và ở Campuchia ngày xưa người dân nói tiếng Pháp rất là giỏi.
Wow, thì có cái đám ma hả? Đây là cái công viên có cái biểu tượng cây súng bị rù lô bị bẻ cái nòng nữa gì, nó biểu trưng cho chấm dứt chiến tranh đó gì, thấy không, đem lại hòa bình cho đất nước Campuchia thịnh vượng nè đó gì, thấy cây súng nó bị dặn cái nòng lại, người dân Campuchia mong muốn không còn chiến tranh trên đất nước này nữa gì, mãi mãi hòa bình để xây dựng đất nước phồn vinh. Rồi đây là khu vực quẹo vô khách sạn Sóc Kha gì, hướng về dòng sông bốn mặt này. À, qua cầu Thầy Chùa Hoa hả? Cầu Chùa Hoa, cầu do người Nhật. Cái cầu mình đi này là Trung Quốc tài trợ. Trung Quốc tài trợ. Cầu đang sửa bên đó là của Nhật. À, nhưng mà ai xây? Nhật hay là Trung Quốc xây? Trung Quốc bên cầu này đang đi là của Trung Quốc mới xây. Trung Quốc mới xây. Của Nhật tặng thì Nhật xây. À, phải là của Nhật, Nhật xây. Mỗi nước tặng cây ha. Qua đây ngược nắng, hình nó hơi công sơ lây, quý vị thông cảm nha. À, bắt qua dòng sông Tonle Sap. Dạ. Đó, ở giữa cầu quý vị sẽ thấy được cái overview của Phnom Penh City nè. Toàn cảnh thủ đô Phnom Penh ở gì. Đó, ngày mới bắt đầu một ngày làm việc vất vả. Ở đâu cũng cài, người dân cũng tất bật lao động sản xuất gì. À, xa bên kia là khách sạn Sóc Kha đó. Đây nữa gì, hồi nữa mình sẽ đến đó. À, và nơi đây có dòng sông bốn mặt, ngã tư sông á. Rồi, ở đây là bên bờ đông của sông Tonle Sap. Là sông này là chảy vô biển Hồ cái gì. Cái địa lý thủy văn của sông Mekong đặc thù là con sông này dài thứ 13 trên thế giới và nó bắt nguồn từ cái vùng Vân Nam của Trung Quốc. Tuyết giá quanh năm cái gì, nó tan rồi nó chảy qua 6 nước. Sau khi rời lãnh thổ Trung Quốc nó vào Miến Điện. Rồi sau đó nó đi cặp biên giới Thái Lào. Là 4 nước cái gì, nó qua Campuchia là nước thứ 5. Thì nó sẽ đổ vô cái biển hồ lớn nhất Đông Nam Á, Tonle Sap á. Khi mà biển hồ nó đầy rồi á thì nó mới tràn ngược ra cái dòng Mekong hạ và ngay thủ đô Phnom Penh ngay dòng sông bốn mặt. Nó sẽ chia làm hai nhánh là nhánh sông Tiền và sông Hậu á vậy. Bát Sắc á. Và nó mới đổ qua Đồng Tháp 10 tràn ngập đó rồi nó mới về chính cửa sông. Nó đổ ra biển Đông ở miền Tây gọi là Nam Kỳ Lục Tỉnh á. Đây bên đây trái gì thấy tượng thần bốn mặt nè. Đó là hướng về dòng sông bốn mặt. Là biểu trưng cho cái tinh thần của đạo Bà La Môn giáo là Hindu, tinh thần của Phật giáo vậy. Về kiếp luân hồi, sinh lão bệnh tử cũng như là bốn hướng. Wow, có đoàn VIP và có xe dẫn đường. Giáo sư của trường đại học Newton. À, nay làm lễ phát bằng qua ha. Đó thì Đức Phật các vị thần đều nhìn thấy rõ bốn phương của nhân gian nhân thế để mà lắng nghe những cái lời cầu nguyện phù hộ cho những người tin tưởng vào, những người thành tâm vào Đức Phật để phù hộ. Và góc độ vương quốc, nếu hoàng gia vương quốc nào mà tôn thờ thì Đức Phật các vị thần sẽ phù hộ độ trì cho vương quốc đó thịnh vượng hòa bình phát triển. Và chiều nay đến Angkor
ngày mai đi tham quan Đế Thiên Đế Thích, quý vị sẽ thấy nơi tượng thần bốn mặt trú ngụ. Rồi đây trở lại cặp bờ sông Tôn Lê Sáp nữa gì, đi bên bờ đông, bờ tây bên kia là hướng mặt trời lặn là thủ đô Nam Bên. À, những cái building. Đó, cái đường bờ kè này là do ông Sóc Khun, ông Sấu Cò, ông mà người gốc Việt quê ở Đồng Tháp đầu tư khoảng 20 triệu đô la để làm cái bờ kè này, nó tạo cho cái bờ đông của Tôn Lê Sáp một bộ mặt mới. Và bây giờ đất đai ở đây nó lên vùng vụt luôn. Đó, và đây trồng cây sứ, cây dầu. Buổi sáng bà con đi tập thể dục, buổi chiều thanh niên yêu nhau hẹn hò ra đây đi dạo rồi ăn quà vặt cái gì để ngắm toàn cảnh cái thủ đô Phnom Penh bên kia lên đèn lung linh sắc màu. Đó, thể hiện một cái Phnom Penh đang trên đà phát triển tươi trẻ, hiện đại, văn minh, hòa nhập với thế giới, theo kịp các nước ASEAN, Đông Nam Á gì. Đó, vậy thấy cái khách sạn Sokha 5 sao. Nơi đây ông chọn được cái vị trí này đắc địa gì, nó nằm phía trước của hoàng gia. Và cái view nhìn thấy rõ dòng sông bốn mặt, nơi là linh thiêng. Bên phải gì thấy đây là thần Vishnu, vị thần mà bảo tồn trong học thuyết của Bà La Môn giáo đạo Hindu đó, nâng niu gìn giữ quá khứ, hiện tại, độ trì cho những ai tin tưởng vào ngài, phù hộ cho hoàng gia mãi mãi trường tồn. Đó, cái bờ rào nữa gì thấy là của ông Sóc Kha luôn vậy, của hotel luôn nè, đang để trống nè. Tiền không có gì, cái này là triệu đô chứ không có nói là rẻ đâu. Đó, ông này là thành đạt ở Campuchia, rất là nổi tiếng. Đó, dọc nơi đây là rất nhiều quán ăn, buổi chiều tối buôn bán rất là nhộn nhịp. Rồi, từ từ đi vào khách sạn cái gì, phải có gì, thấy có cái chùa. Đó, mọi người comment. Đó, từ từ đi vô. Hôm qua Hải có mình đã quay trong khách sạn rất là nhiều rồi ha, quý vị xem clip ngày hôm qua sẽ hiểu hơn về khách sạn này. À, cái bãi đậu xe thiết kế rất là đẹp. À, quý vị đến Phnom Penh hãy thử ở đây một lần để ngắm dòng sông bốn mặt, ngắm hoàng gia, đón bình minh và hoàng hôn trên thủ đô Phnom Penh. Rất là ấn tượng cái gì, khách sạn rất là sang, đẹp, lịch sự. Đó, đây là cờ của các quốc gia mà có du khách đang ở trong hotel á, người ta cắm cờ lên. Rồi, ok, welcome to Sokha Hotel 5 sao cái gì, thank you, see you cái gì.